chắp tay lại, chắp tay lại. À, thổi. Nè. Sát rồi. Nó cứ kéo mồm. Ừ rồi. Hả? Ừ. Nhớ đi. Nhớ đi. Đố còn chết mà quẹt. Không có. Không có. Cái tay rồi. Rồi. Vậy nè. Mẹ nhóc. Rồi đốt nữa cho nó đi mày. Đốt cái nữa đi. Đốt cái nữa cái trái là hết rồi. Đứng xa ra, đứng xa ra, đứng xa ra. Tự để cho em. Con nhỏ. Vậy hai đốt lên cho em. Mày thỏ quẹo ngang nữa. Đã cô Tư đang quay phim mà thiệt tình. Nhanh lên đi. Thôi được rồi, đó, bây giờ là đứng lên lấy cái đồ cắt bánh kem. Cái dao kìa. Đó, à đúng rồi, cái dao đó đó, đem lại cắt bánh kem. Ờ ừ, đi. Nó bà gửi cho. Dễ quá. Nè. Nè. Nó ba chỉ nè. Nè, nó ba chỉ nè, con cầm con dao này con để lên đó, để lên cô Tư chụp hình cái dầm cô Tư giùm mình. Trang né ra cái giỏ này để em một mình thôi. Rồi, để nhẹ lên. Đứng lên. Đứng lên. À, rồi, để con dao. Để con dao lên. Cắt bánh kem đi, con cắt đi. Con cắt bánh kem đi. Đúng rồi. Nè thôi. Nè, cắm lại đi. Cắm lại nè. Rồi, con để nè. Giờ là dầm của Tư. Dầm của Tư kìa. Dầm của Tư nè. Đè xuống. Con đè từ từ xuống. Mạnh xuống. Đè xuống. Đè xuống. Đè xuống cho sắc đi, sắc bánh kem đi. Sắc.